Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, cách đây hơn một năm, vào ngày 8 tháng 5 năm 2016, hình ảnh của một người mẹ bị an ninh Cộng sản Việt Nam đánh chảy máu trong khi trong tay đang ôm một đứa con gái của mình tại cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi trường do công ty gang thép Mosa gây ra. Hình ảnh đó được lan truyền đi khắp nơi trên thế giới. Người mẹ đó là cô Hoàng Mỹ Uyên. Cô cũng là chủ nhân của quán cà phê Người Sài Gòn. Trước tiệm của cô có chiếc xe phát bánh mì miễn phí cho người nghèo. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi gặp cô Hoàng Mỹ Uyên trên sân khấu tại hải ngoại trong chương trình nhạc thính phòng tại thành phố San Jose. Mời quý vị chia sẻ tâm tình của cô. Hôm nay là một cái cơ duyên mà được đứng ở trên cái sân khấu này trong một cái không gian âm nhạc cùng với rất là nhiều cái người nghệ sĩ mà Uyên rất là mến mộ, mà từ xưa giờ là chỉ toàn là nói về họ và đọc về họ, hát về họ mà chưa một lần được gặp họ. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Bởi vì âm nhạc miền Nam đó không chỉ là đơn thuần là những bản tình ca, hay là tại sao tới bây giờ người ta vẫn cứ hát mãi, người ta vẫn cứ yêu mãi. Bởi vì nhạc miền Nam khi người ta hát lên, người ta không chỉ hát một bài hát, người ta hát cho cả một thời đẹp đẽ đã qua và khó tìm lại, phải không anh? Và người ta hát cho cả những kỷ niệm của mình. Tiếng hát bay trên hàng phố bờ qua. Chiều đang đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời cao. Còn ai giữa mênh mông đời mình. Âm nhạc miền Nam mà, tất cả những gì đẹp đẽ của một thời thanh xuân, của một thời mà Việt Nam mình sẽ khó để mà có lại một lần nữa. Bây giờ hôm nay thì lại được hội ngộ với mọi người trên cùng một sân khấu nữa, thì đó là một cái niềm hạnh phúc vô cùng luôn anh Hữu Nhân. Một cái cơ duyên của Mỹ Uyên có mặt ở đây nhưng hôm nay thì mến mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ Hoài cho những người ở trong nước. Xin cô có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN, sau một năm cái sự kiện đó xảy ra thì ngày hôm nay cảm tưởng của cô như thế nào? Dạ thực sự thì không có gì nhiều hơn bằng lời cảm ơn chân thành mà tất cả quý vị đã dành cho mẹ con của Mỹ Uyên, người Việt Nam của mình ở trong nước đó. Giống như người ta hay nói, để ăn thì phải mở miệng, còn người trong nước của mình hiện giờ đó, mở miệng ra là mất miếng ăn. Cái tiếng nói tự do rất là khó và nói thật những cái điều mình suy nghĩ thật sự là rất khó khăn. Chúng ta tự do hơn người ở trong nước nhiều lắm. Như vậy thì có cái điều gì để có thể cản trở chúng ta nói tiếng nói của mình? Và một tiếng nói có thể chưa được nghe thấy nhưng nhiều tiếng nói chúng ta sẽ được nghe, phải không quý vị? Và một điều nữa là trước khi chúng ta đòi hỏi có được tự do và nhân quyền nhiều hơn nữa thì Mỹ Uyên nghĩ rằng nỗi sợ của mỗi người trong chúng ta cũng là một loại gông cùm. Nếu mà mình vượt qua được điều đó để đến với cái tự do và cái tiếng nói riêng của chính mình thì mình đã đạt được một phần nào đó trong cái công cuộc của mình rồi. Thay mặt cho tất cả những người trong nước, cảm ơn tất cả quý vị, những người đã có một cuộc sống ổn định, đã có một cuộc sống êm ấm, tuy nhiên vẫn một lòng hướng về với quê hương và vẫn một lòng đồng lòng với tất cả những người ở trong nước. Chúng ta là dòng giống lá cờ.
Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.